Cái video tuần này là chúng ta sẽ bay từ sân bay Jet Club Cup ở Hồng Kông bay đi Quảng Châu, là nó nằm ở đây. Để tôi định vị cho các bạn xem. Sân bay Jet Club Cup thì nó nằm ở đây đó, còn Quảng Châu thì nó nằm ở trên này. Bây giờ để Quảng Châu nó có một cái sân bay rất là lớn, đó là sân bay Bạch Vân. Sân bay Bạch Vân nó nằm ở đây. Sân bay Bạch Vân này thì nó nằm ở ngoại ô thành phố Quảng Châu. Nó có tới 3 cái đường băng. Các bạn thấy không? Một cái sân bay rất là lớn, sân bay quốc tế, nó có 3 cái đường băng. Đường băng ở đây là đường băng 01, 02 trái, 02 phải. Đó, các bạn thấy không? 02 trái, 02 phải. Ngoài ra thì nó còn có một cái đường băng ở phía bên tay tuốt bên này nữa, là cái đường băng số 01. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ để tôi đo cái khoảng cách giữa hai cái sân bay này coi nó là bao nhiêu. Bây giờ tôi sẽ đo. Ok, đo từ đây. Kéo xuống Hồng Kông. Ok, sân bay Jet Club Cup là nó nằm ở đây. Jet Club Cup, check ở đây. Ok, 135 km. 135 km, một cái con số khoảng cách là không lớn, một khoảng cách không lớn, nhưng mà các bạn nhớ đây là khoảng cách đường chim bay, còn cái khoảng cách đường bộ thì nó sẽ xa hơn rất là nhiều. Ok, chào mừng các bạn đến cái video số 04 trong chuyên mục đường bay ngắm. Hôm nay là chúng ta sẽ lái 747 nha. Các bạn thấy không? Cái chiếc máy bay của chúng ta là cái chiếc máy bay có màu sơn UBS đó. Hồi tuần rồi thì tôi có làm một cái video về tai nạn máy bay về cái chiếc 747 của cái hãng này. Nếu bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem. Hiện tại là chúng ta đang ở sân bay Hồng Kông. Thì trong vòng vài phút nữa thôi, trong vòng khoảng 10-15 phút nữa thôi thì máy bay của chúng ta sẽ bắt đầu cất cánh bay về Quảng Châu. Có cái chiếc Vietnam Airlines A321 nó nằm ở đây. Vietnam Airlines thì cũng có đường bay bay đến Quảng Châu, mà không biết một chút xíu nữa cái chiếc của Vietnam Airlines này có bay đến Quảng Châu chung với mình hay là không. Mà chắc là không đâu, chắc chút xíu nữa nó cũng bay về Việt Nam thôi. Và đây một cái góc nhìn cận cảnh. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hiện tại thì máy bay của chúng ta đã được tôi setup chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ mọi thứ. Chúng ta chỉ cần khởi động bốn cái động cơ. Hiện tại thì bốn cái động cơ của chúng ta, của máy bay nó chưa có được khởi động, nhưng mà một chút xíu nữa chúng ta sẽ khởi động nó sau. Ở đây có bạn nào mà chưa biết lái Boeing 747 không? Nếu như chưa biết lái Boeing 747 thì các bạn có thể xem những cái thao tác trong cái video này để mà mình lái. Rồi, bây giờ mở đèn lên. Ấy, stop chưa? Mở cái đèn lên. Đèn stop thì vô đường băng thì mình mới mở. Ok, nhập đường bay thôi. Trong quá trình tôi nhập đường bay thì có thể là các bạn sẽ không hiểu. Các bạn không hiểu thì các bạn có thể tua tới, xả qua cái giai đoạn nhập đường bay này để mà đến cái giai đoạn khác của chuyến bay. Đúng ra đó thì theo cái suy nghĩ lúc đầu của tôi thì tôi sẽ không có quay phim cái phần này lại cho các bạn xem. Cây số N60. Ok. Không không có quay phim lại cho các bạn xem là tại vì nếu như quay đi chăng nữa thì các bạn xem các bạn cũng sẽ không có hiểu cái phần này. Tuy nhiên, nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tôi cũng phải phải quay cái phần này lại cho các bạn xem, là tại vì có một số bạn thì người ta cũng muốn xem cái phần này, người ta muốn học theo cái phần này. Thành ra thì phải quay phim lại. Nhưng mà những gì mà tôi làm ở đây thì tôi sẽ không có giải thích cho các bạn hiểu được, tại vì muốn không thể nào mà trong vòng vài phút mà có thể giải thích cho các bạn hiểu hết tất cả những cái gì mà tôi đang làm ở đây. Thành ra bây giờ chúng ta phải nghe nhạc thôi. Thank you.
Ok, nhập đường bay xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho máy bay nó bung flap ra. Bung flap, flap có nghĩa là cái cánh tà của máy bay đó. Flap, chúng ta sẽ sử dụng flap 10 để mà cho có cánh. Có bạn nào chưa biết flap là gì không? Flap là cái phần mà nó đang bung ra đó, nó đang thò thò ra ngoài đó. Đó, các bạn thấy không? Đó thì cái đó người ta gọi là cái flap, nó dùng để tạo lực nâng cho máy bay khi mà cất cánh và hạ cánh. Bây giờ thì tôi sẽ kêu nhân viên mặt đất lại, kêu mấy cái chiếc xe lại để mà đẩy máy bay chạy lùi, hay còn gọi là push back. Các bạn ngồi yên. Departure check completed. Bypass pin inserted. Release parking brake. Commencing push. All engines clear. Start that wheel. Trong thời gian đợi nó đẩy lùi thì ở đây chúng ta sẽ cho khởi động hai cái động cơ. Động cơ số 3, số 4, hai cái động cơ ở phía bên tay phải đó. Đó, như các bạn đang thấy là hai cái động cơ ở phía bên tay phải của chúng ta đang được khởi động. Có một số bạn thắc mắc là đôi khi có những cái trường hợp là người phi công người ta chỉ cho khởi động các cái động cơ ở một bên thôi, rồi còn cái bên còn lại thì người ta không có khởi động, đợi tới khi nào mà người ta máy bay lăn ra tới đường băng, gần tới đường băng, gần cất cánh á thì người ta mới khởi động cái bên còn lại đó. Thì tại sao như vậy, làm như vậy có gì không? Thì chẳng qua đó chỉ là cái tiết kiệm nhiên liệu thôi, tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như mà khởi động mà hai bên thì nó sẽ tốn nhiên liệu nhiều hơn là một bên. Đối với những cái trường hợp mà cái đường băng nó xa cái bãi đổ á, thì nó cần một cái thời gian rất là lớn để mà rất là lâu để mà taxi từ cái bãi đổ đi ra tới cái đường băng, cái khoảng cách xa. Thì hai thì nhiều động cơ, càng nhiều động cơ chạy thì nó sẽ tốn càng nhiều cái nhiên liệu thôi. Thành ra là người ta để tiết kiệm nhiên liệu thì người ta chỉ khởi động có một bên. Gần tới đường băng thì người ta sẽ khởi động cái bên còn lại. Set parking brake có nghĩa là nó kêu mình thắng lại á, sau khi mà nó push back xong, nó đẩy lùi xong thì mình cần phải thắng lại, nó kêu mình thắng lại. Đó, thắng. Làm ok, hai cái động cơ ở phía bên tay phải đã được khởi động xong. Khoan khoan khoan, còn cái số 4. Đợi một chút. Ok, đã được khởi động xong. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục cho khởi động hai cái động cơ ở phía bên tay trái. Unlocking gear.
Ok, bên trái trống, bên phải trống. Các bạn thấy không? Cái thằng mặt xoắn lên nó chào mình đó. À, xong á, sau khi nó hoàn thành nhiệm vụ xong là nó sẽ chào cơ trưởng, nó chào phi công rồi nó sẽ chúc mình có một cái chuyến bay an toàn vui vẻ. Thì xong thì nó sẽ quay lưng nó đi. Lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu cho máy bay taxi lăn bánh. Ok, bật đèn taxi lên. Đó, các bạn thấy cái đèn màu sáng sáng ở phía trước không? Đó là đèn taxi. Có một số bạn thắc mắc là máy bay bẻ lái như thế nào, thì sẵn đây tôi cũng nói luôn là tôi có làm một cái video rất là kỹ nói về cái việc mà bẻ lái của máy bay, bẻ lái ở mặt đất hoặc là bẻ lái ở trên không, bẻ lái như thế nào, thì các bạn có thể tìm lại cái video đó, bẻ lái máy bay, để mà các bạn hiểu được cái cách mà máy bay nó bẻ lái. Các bạn có thấy cái cây này không? Cái cây này nó đang di chuyển đó. Nó được phi công người ta sử dụng để mà bẻ lái bánh xe ở trên mặt đất, muốn người ta cầm cái đó để mà người ta xoay, muốn bẻ lái qua trái qua phải gì đó thì người ta sẽ cầm cái đó nó người ta xoay. Đó, các bạn thấy tôi đang xoay không? Đó. Về tình hình thời tiết hôm nay thì khá là đẹp, thời tiết khá là đẹp. Không có nhiều mây mà gió thì nó lại ổn định, gió nó không có cao, rất là thích hợp để cho chúng ta cất cánh và hạ cánh. Cái video này thì tôi cũng lỡ làm rồi, chưa có kịp để mà nói cho các bạn biết là cái cách để mà mình xác định cái đường băng nào được active, được sử dụng để mà cho cất cánh hoặc là hạ cánh dựa theo cái chiều gió. Các bạn thấy cái đường mà màu hồng hồng đó không? Thì đó chính là cái đường bay của chúng ta. Bình thường á, lúc đầu vô á thì cái đường màu hồng đó nó không có cho mình bay đâu. Lúc mà sau khi mà mình nhập FMC, nhập các cái dữ liệu đường bay vào trong cái máy vi tính của máy bay thì mới có được cái đường màu hồng đó. Ok, bây giờ máy bay của chúng ta đã đến được cái đường băng rồi, chuẩn bị cho cất cánh thôi. Bây giờ tôi sẽ set cái thắng thắng tự động á về cái chế độ là RTO. RTO có nghĩa là Rejected Takeoff á, có nghĩa là máy bay nó sẽ tự động thắng, nó sẽ tự động áp một cái lực thắng rất là mạnh và phù hợp để mà mình thắng máy bay lại trong cái trường hợp là máy bay mà nó chạy đà trên đường băng á mà muốn thắng lại va phải chim hay là gì đó, hư động cơ hay là gì đó mà phi công muốn thắng lại đột ngột, thì cái chức năng thắng tự động RTO nó sẽ giúp cho máy bay thắng lại một cách nhanh chóng mà an toàn. Từ hồi nãy giờ, từ lúc mà bắt đầu taxi tới bây giờ, có bạn nào thắc nhận ra được một cái sai lầm chết người không? Một cái sai lầm chết người rất là quan trọng. Là từ nãy giờ lo taxi, lo nói chuyện không, không có cái đầu óc tâm trí để đâu, thành ra là lúc này chúng ta đã taxi ra lộn đường băng rồi. Mình không thể nào cất cánh ở cái đầu này mà mình cất cánh ở cái đầu đối diện là cái đầu ở đằng này nè. Đó, cái đầu ở đằng này mới đúng là cái đường băng để cho chúng ta cất cánh, là cái đầu 07 trái á. Bây giờ thì theo các bạn như thế nào? Thì bây giờ taxi lại cái đầu đằng kia thôi chứ đâu có thể nào mà cất cánh đầu đằng này được. Ok, nhờ cũng không sao, nhờ như vậy mà có thêm thời gian để mà nói chuyện với các bạn. Rồi sau 10 phút lặn lội mò mẫm, đi từ đầu đằng này qua tới đầu đằng kia cũng tới được cái đường băng 07 trái. Cũng xa lắm á, chứ không phải giỡn đâu, gần 4 cây số á.
Trước khi cất cánh thì tôi nói trước với các bạn một điều là cái bay máy bay lớn thì nó sẽ rất là khác hơn so với bay máy bay nhỏ nha. Có nghĩa là sau khi cất cánh lên thì người ta, thí dụ bay máy bay nhỏ đi, thì mình có thể dòm xung quanh đồ được, dòm qua trái qua phải, dòm này kia nọ đồ được. Còn ở đây là máy bay lớn thì nó sẽ khác, là không có dòm ở phía bên ngoài, mà thay vào đó là người lái, người phi công, người ta sẽ tập trung con mắt để mà chú tâm dòm các cái màn hình hiển thị vận tốc, độ cao, đường bay, rồi màn hình động cơ, coi động cơ nó dậy có ổn định không, đường bay bay như thế nào đó. Thì nói trước cho các bạn biết là như vậy nha, nó sẽ khác đó. On runway 07 left. Rotate. Gear up. Adjust vertical speed. Adjust. Adjust for descent. Descent. Clear of conflict. Rồi, xong, tự do, tự động lái, máy bay nó sẽ tự động lái. Hiện tại là chúng ta đang bay qua Hồng Kông. Một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy cái sân bay Hồng Kông cũ. Nếu các bạn để ý là cái FPS của chúng ta hiện tại nó đang giảm xuống tới còn chỉ có 16 thôi. Tại vì sao? Tại vì Hồng Kông là một, ở đây thì nó vẽ rất là nhiều các cái tòa nhà, nó đồ họa 3D thì nó sẽ làm giảm cái FPS, là cái số khung hình trên giây á, là cái số mà nó nằm ở góc dưới ở bên tay trái, góc dưới bên tay trái. Giờ nó chỉ còn có 15, tại vì cái đồ họa nó phải đồ họa, thành ra là cái FPS nó giảm. Ok, trước mặt phía dưới của chúng ta đó chính là Hồng Kông. Các bạn còn nhớ không, là cái thành phố mà hồi kỳ rồi chúng ta bay á. Đó, thì các bạn ráng đợi một chút xíu đi, khi mà máy bay của mình bay qua khỏi cái khu vực này thì cái FPS nó sẽ tăng lên lại. Tại vì máy thì nó cũng đó, các bạn thấy không? Đó, cái sân bay cay tắc cũ đó, cay tắc cũ nè, đó 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 đó, nhóc hết trơn, Boeing 747 á, rồi nó có cái đường băng cũ á, đó thì đó chính là cái cay tắc cũ ở cái video hồi kia rồi.
Các bạn biết tại sao mà chúng ta cần phải bay một cái vòng hình chữ U như trên màn hình không? Ở trên cái màn hình vẽ cái đường bay đó, chúng ta phải bay một cái hoành, một cái hình chữ U như thế. Là để tôi phóng gần lên cho các bạn xem. Đó. Tại sao mà chúng ta không có bay thẳng đi mà phải bay một cái đường vòng tròn hình chữ U như vậy? Là tại vì là để né núi. Né núi. Nếu như mà chúng ta thay vì bây giờ, thí dụ hồi nãy chúng ta vừa cất cánh lên ở cái đường băng 07 trái đi, thì chúng ta quẹo trái liền, quẹo trái liền để mà tiến về Quảng Châu liền được, nhưng mà không được, là tại vì dướng núi. Nếu mà chúng ta quẹo trái liền thì sẽ đụng núi, thành ra là người ta phải vẽ một cái vòng, phải vẽ một cái vòng hình chữ U như vậy là để né núi. Nè các bạn dòm qua bên trái nè, toàn là núi không, thấy không? Mấy cái núi đó là mấy cái núi thấp rồi đó. Các bạn thấy máy bay nó đang quẹo không? Quẹo trái đó. Mình ngồi mình coi như vậy thì nó không có cảm giác ha. Nếu như mà mình được ngồi ở trên máy bay á, thì mình sẽ thấy máy bay nó nghiêng. Và mỗi lần nó quẹo như vậy á, là cũng nhói tim á, chứ không phải giỡn đâu. Ở trên cái màn hình ND á, các bạn thấy các cái hình thoi màu trắng không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái hình thoi. Có nghĩa là 5 cái chiếc máy bay, có 5 chiếc máy bay ở gần với cái chiếc máy bay của mình, đang bay chung gần với mình, thì nó có khả năng va chạm với máy bay của mình, thành ra là nó mới hiện lên như vậy để cho phi công người ta biết, người ta né đó. Ở trong hàng không thì người ta sẽ thường sử dụng cái đơn vị đo là feet để dành đo cái độ dài, độ cao. Ví dụ độ cao là người ta sẽ tính bằng feet chứ không có tính bằng mét. Còn vận tốc thì người ta sẽ tính bằng knot. Một knot có nghĩa là bằng một hải lý là 1,852 km/h. Thế giới thì người ta sẽ thường sử dụng các cái đơn vị đó, nhưng mà riêng cái anh Trung Quốc thì anh sẽ sử dụng cái hệ mét. Có nghĩa là anh không có sử dụng feet nữa, mà thay vào đó thì anh sẽ sử dụng mét. Đó. Thì lúc này là các bạn sẽ ấn vào cái nút mà có chữ MTRS này nè, đó, ấn vô. Thì lúc này là cái màn hình, ở bên cái màn hình đo độ cao nó sẽ xuất hiện thêm một cái đơn vị nữa. Thay vì để đo feet thì bây giờ nó sẽ đo là mét cho mình, đặng cho mình biết, đặng mình bay vô trong cái không phận của Trung Quốc á. Quảng Châu là nó thuộc về Trung Quốc, khi mình bay vô Trung Quốc thì không lưu phi công người ta sẽ giao tiếp với nhau bằng cái đơn vị mét. Mệt quá. Phải chi á, cái đường bay hồi nãy là mình đo là từ cái sân bay Bạch Vân mà về Hồng Kông á, là nó chỉ có 130 mấy cây thôi. Nhưng mà phải chi mà mình được bay thẳng á, sau khi cất cánh lên mà mình bay direct tới, là bây giờ không chừng là cũng tới cái sân bay đó rồi đó. Nhưng mà do là mình phải bay vòng bay hình chữ U á, để mà mình né núi á, thành ra là nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian hơn. Các bạn thấy không? Ở phía bên tay trái của chúng ta là nó là các cái tòa nhà ở Hồng Kông á. Mặc dù là từ hồi nãy giờ là chúng ta đã cất cánh lên rất là lâu rồi, nhưng mà chúng ta vẫn chưa ra khỏi được cái Hồng Kông. Nó giống như là từ hồi nãy giờ là mình đang chạy trong cái đường nhỏ vậy đó, chạy những trong cái đường tuyến huyện, tuyến xã đồ này kia, nó nhỏ, thành ra mình bay với cái vận tốc nó thấp. Nhưng mà các bạn đừng có lo, sắp tới đây chỉ trong vòng vài phút tới đây nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu ra xa lộ, ra cao tốc. Khi mà ra được tới cái cao tốc rồi thì chúng ta sẽ bay được rất là nhanh. Rồi, chúng ta bắt đầu vô cao tốc nha. Bây giờ tôi sẽ cho tăng vận tốc máy bay lên. Các bạn nghe cái âm thanh nó gú nè.
Xin mời hành khách của chúng ta bắt đầu thức dậy. Máy bay của chúng ta đang chuẩn bị hạ cánh. Các bạn hãy thắt chặt dây an toàn và dựng thẳng lưng ghế. Đồ này kia chuẩn bị hạ cánh. Chỉ còn khoảng chừng nó gần nhưng mà cũng không gần đâu, chắc cũng còn cỡ 40-50 cây nữa mới tới. Nhưng mà máy bay bay mà nhanh lắm. Cái bảng ở chỗ này thì nó sẽ giúp cho tôi xác định được cái vận tốc hạ cánh. Ví dụ như là tôi chọn hạ cánh với cái flap là 25 độ thì tôi sẽ hạ cánh với cái vận tốc mà chạm mặt đường băng là sẽ là 187 knot đó. Ở phía trước mặt của mình là các bạn thấy có một cái đường băng nữa, nhưng mà cái đường băng đó không phải là cái đường băng sân bay Bạch Vân nha, đó là của một cái sân bay khác. Tôi rảnh tôi mở Google Map lên tôi coi cái được cái sân bay này là cái sân bay gì, nhưng mà hổm rày cứ quên hoài không biết. Bay hổm rày thì cũng hai chuyến cái đường bay này rồi nhưng mà không có tạt, không lúc nào nó cũng quên mở cái Google Map lên để coi cái sân bay này. Bạn nào rảnh thì mở cái Google Map lên coi cái sân bay chỗ đó là sân bay gì. Cái sân bay Quảng Châu Bạch Vân thì nó nằm ở xa hơn, ở tít ở đằng xa nữa. Hiện tại là chúng ta đang thẳng hàng gọi là final approach cái đường băng 02 trái ở sân bay Bạch Vân. Chúng ta sẽ hạ cánh ở đường băng 02 trái nha các bạn, 02 trái. Ok, rồi, cuối cùng thì chúng ta cũng gần về đến nơi, gần về đến cái sân bay Bạch Vân, sắp được hạ cánh rồi các bạn ơi, khỏe quá. Hiện tại là máy bay của chúng ta đang tự động lái nha, đang tự động lái. Lúc bây giờ thì chắc các bạn chưa có thấy được cái sân bay Bạch Vân đâu, để bay gần gần đến một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy được cái sân bay Bạch Vân ở trước mắt chúng ta. Còn hơn 10 hải lý nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái đường băng. Rồi ok tôi đã thấy được đèn của hai cái đường băng rồi. Còn cái này là set tự động thắng tự động. Khi mà đáp xuống thì người phi công người ta sẽ không có cần phải thắng mà máy bay nó sẽ tự động thắng cho mình luôn. Rồi không biết các bạn có thấy được cái sân bay chưa. Lúc này ok nó đã chớp đen rồi đó, đó chính là cái sân bay. Lúc này thì máy bay của chúng ta đang lái tự động, nó sẽ tự động canh đường băng cho mình luôn. Thì đợi một chút xíu nữa, đợi nó gần một chút xíu nữa, tôi cảm thấy đủ gần và tôi cảm thấy đủ tự tin để mà hạ cánh thì tôi sẽ tắt cái autopilot, tắt nó đi để mà chuyển qua cho tôi hạ cánh. Tôi sẽ tự điều khiển hạ cánh máy bay này. Chắc bây giờ tôi sẽ ngưng nói chuyện để mà mình tập trung hạ cánh nha, ngưng nói chuyện. Nó kêu ọe như vậy đó là nó nhắc mình hạ bánh đáp xuống á. Sau khi cái bánh đáp mà hạ xuống xong thì nó sẽ ngưng kêu thôi, các bạn đừng có lo.
Rồi, xong. Sau một cái chuyến bay khá là dài, khá là êm ái, các bạn có mệt không? Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ thứ ba tuần sau. Chúng ta sẽ bay ngược trở về Hồng Kông, sẽ sử dụng chiếc A320. Còn cái phần sau của cái video này thì chỉ là cho máy bay taxi vào trong cái bãi đổ thôi. Ok, bye bye.